Thưa quý vị, sáng nay 12 tháng 8 tại xã Y Cang, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe ô tô khiến 2 người thương vong. Vụ tai nạn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cả 2 chiều trong nhiều giờ. Sáng nay 12 tháng 8, xe tải thùng do anh Lê Tuấn Anh trú tại tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển lưu thông hướng Nội Bài, Lào Cai đã va chạm với một xe tải khác do lái xe Lê Thanh Hải trú tại tỉnh Lào Cai điều khiển và xe bán tải do Đặng Văn Quang trú tại tỉnh Thái Bình điều khiển, chở theo chị Vũ Thị Liên. Vụ tai nạn khiến anh Lê Tuấn Anh tử vong và chị Vũ Thị Liên bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, 3 phương tiện bị hư hỏng. Trong đó, một chiếc ô tô tải bị gãy rời phần thùng xe, chắn ngang đường, khiến giao thông bị ùn tắc nhiều giờ. Trung tâm điều hành đường cao tốc Nội Bài Lào Cai và Cục Cảnh sát Giao thông phải tích cực phân luồng và đẩy nhanh công tác cứu hộ để thông tuyến. Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã bàn giao phương tiện chở 9.980 bao thuốc lá nhập lậu cho Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, tiếp tục xác minh xử lý theo quy định. Chiều qua 11 tháng 8, nhận được thông tin của Công an quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ về việc đang truy bắt ô tô biển số 66A24157, nghi vấn chở hàng nhập lậu về hướng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Các đội nghiệp vụ Công an thành phố Long Xuyên nhanh chóng phối hợp tiến hành truy xét nhanh thông tin. Tại khu vực đất trống thuộc phường Mỹ Thạnh, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện trên, nhưng các đối tượng đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng Công an thành phố Long Xuyên đã tạm giữ ô tô sử dụng 2 biển số 36K10884 và 66A24156, chở tổng cộng 23 bao tải, bên trong có 9.980 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã thi hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Hà Văn Phúc, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triền Yên, huyện Vân Hồ về tội giả mạo trong công tác. Tháng 7 năm 2022, Hà Văn Phúc đã lợi dụng chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Triền Yên, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, bắt tay với Phan Cao Cường, nhân viên một công ty tư nhân tại Hà Nội, làm khống hồ sơ giải quyết thủ tục về đất đai, giúp họ sử dụng để chứng minh năng lực công ty, nhằm xin chủ trương đầu tư dự án trên địa bàn xã Triền Yên. Cuối tháng 7 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Cao Cường, trú tại phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, về tội giả mạo trong công tác. Thưa quý vị, mặc dù đã có không ít trường hợp phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội bị cơ quan chức năng xử phạt, nhưng tình trạng này vẫn diễn ra thường xuyên, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống an ninh trật tự xã hội. Câu hỏi đặt ra là tại sao tình trạng này vẫn diễn ra? Phải chăng do chế tài xử phạt không đủ mạnh hay do thiếu hiểu biết pháp luật của các đối tượng có hành vi vi phạm? Cuối tháng 11 năm 2023, cơ quan chức năng đã xử phạt đối tượng có hành vi tung tin sai sự thật. Một cô gái ở Thanh Hóa bị nhiễm HIV trên mạng xã hội. Mới đây nhất là hình ảnh kèm thông tin cá nhân của một cô gái bị cho rằng đã làm lây nhiễm HIV cho không ít người cũng tràn lan trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng phải vào cuộc và chứng minh đây là những thông tin sai sự thật. Tuy nhiên, chính các nạn nhân là người chịu ảnh hưởng nặng nề bởi những thông tin bị đặt này. Cả đêm đấy mình không ngủ được một giấc nào luôn. Sau đó đến sáng thứ 6 là mình bị tấn công rất là nhiều, tấn công từ mọi phía luôn. TikTok, Zalo, Facebook và điện thoại liên tục có những người gọi làm phiền và nhắn tin rất là khiếm nhã luôn. Sau đó mình rất là stress. Các đối tượng đưa thông tin giả thường chỉ nhằm câu view, câu like, tăng tương tác hoặc thiếu hiểu biết về xã hội và cũng đã bị xử phạt theo quy định. Phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức. Và chúng ta thấy là thông thường cơ quan chức năng sẽ xử phạt ở cái mức giữa là 7,5 triệu đồng với cá nhân. Thì đó là cái hành vi mà chưa đến mức nguy hiểm xã hội. Đã có chế tài nhưng các vụ vi phạm vẫn liên tiếp xảy ra. Câu hỏi đặt ra là mức xử phạt này liệu đã đủ sức răn đe hay cần phải có chế tài mạnh mẽ hơn? Bởi tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là rất cao. Khi tin giả được đăng tải và phát tán, thì danh dự, nhân phẩm, uy tín của các chủ thể bị xâm hại nghiêm trọng, thậm chí có thể gây ra những hậu quả đáng tiếc. Mình cũng mong muốn gọi là pháp luật gọi là có chế tài răn đe gọi là thật sự gọi là sâu sắc, như chẳng hạn như là phạt thật nặng về những hành vi chia sẻ gọi là những tin đồn không đúng sự thật bởi vì nó liên quan đến danh dự, nhân phẩm của người khác. Chúng ta có thể đang nói về câu chuyện chế tài nhẹ,
nó dẫn đến người ta không sợ. Nhưng tôi lại cho rằng chế tài như vậy là vẫn phù hợp. Cái quan trọng hơn ấy, pháp luật nó có cái tính kế thừa và có cả cái câu chuyện liên quan đến các lịch sử. Chẳng hạn, trước đây một người nào đó đã từng bị xử phạt hành chính về chính hành vi đó mà sau này còn tái phạm thì mức xử phạt nó không còn là như vậy. Đầu tiên là trong ngoài lĩnh vực hành chính, và trong một số trường hợp thì nó còn bị chuyển biến sang xử lý về tội hình sự. Theo các chuyên gia, cho dù mức xử phạt như thế nào thì ý thức tuân thủ quy định pháp luật mới là điều quyết định đến hành vi. Do vậy, việc tuyên truyền các quy định pháp luật để người dân có thể tiếp cận một cách dễ dàng mới là biện pháp giải quyết tận gốc của vấn đề. Bản tin trưa ống kính do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Công an, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 thực hiện tạm khép lại. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Để xem lại bản tin, mời quý vị truy cập vào địa chỉ website brt.vn, app BRT Go, TikTok TH Bà Rịa Vũng Tàu. Thông tin cộng tác cùng chúng tôi, quý vị liên hệ qua hộp thư điện tử trước ống kính brt@gmail.com. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chiều mai lúc 18 giờ. Bảy tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,01% so với cùng kỳ. Khánh thành khởi công nhiều công trình chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ. Triển khai hàng loạt các chương trình bình ổn giá và khuyến mại giảm giá dịp hè 2024, hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Iran và Chủ tịch Hội đồng châu Âu điện đàm để trao đổi quan điểm về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015. Hamas không tham gia vòng đàm phán mới dự kiến diễn ra vào ngày 15 tháng 8 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, 7 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,01% so với cùng kỳ. Các thị trường nhập khẩu chính như châu Á, châu Âu đều có mức tăng trưởng cao. Thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng, ngoài sự hỗ trợ của nhà nước, các doanh nghiệp còn tận dụng tốt các hiệp định thương mại FTA thế hệ mới. Tận dụng tốt các hiệp định thương mại FTA như Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Từ năm 2021 đến nay, sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp này tăng lên đáng kể. Chỉ tính riêng 7 tháng của năm 2024, doanh nghiệp xuất khẩu 5.700 tấn hải sản các loại, giá trị đạt 33,6 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 10% sản lượng và 12% giá trị so với cùng kỳ. Hiện các mặt hàng của doanh nghiệp đã tiến sâu vào thị trường châu Âu với hơn 20 nước. Tức là khi mà chúng ta thực hiện được những cái hiệp định đó mà thành công, thì những cái nước không ở trong hiệp định đó, người ta cũng ủng hộ, thì người ta lấy cái đó làm cái cơ bản, cái tiêu chuẩn để họ nhập khẩu vào nước họ mua. Thì cái việc này phải nói rằng là nhờ cái hiệp định thương mại mà tự do như thế đó, thành ra là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp rất là lớn, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất. Việt Nam đang tham gia 16 FTA với các khu vực đối tác trên thế giới, đặc biệt 4 năm trở lại đây, khi các hiệp định CPTPP, EVFTA, UKVFTA có hiệu lực. Nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như thủy sản, hóa chất, sản phẩm từ sắt thép, cấu kiện kim loại, dệt may, da giày, vải đã có mặt ở hơn 80 thị trường trên thế giới, trong đó có những thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng đều qua từng năm. Từ mức hơn 2 tỷ đô la Mỹ năm 2013 đến mức hơn 5 tỷ đô la Mỹ năm 2023. Riêng 7 tháng của năm nay, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,01% so với cùng kỳ. Tiếp xúc doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã phê duyệt đề án hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện EVFTA và các FTA khác với 6 nhóm giải pháp, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị địa phương trong hội nhập kinh tế quốc tế trên địa bàn.
hỗ trợ và hướng dẫn các doanh nghiệp để tận dụng được các cái ưu đãi từ các FTA, và đặc biệt là các cái FTA thế hệ mới để có thể là xuất khẩu được nhiều hơn. Cái thứ tiếp là tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp và thực hiện các cái đề án xuất khẩu đến năm 2025. Thời gian tới, Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và tham tán thương mại tại các thị trường trọng điểm như châu Âu để kịp thời thông tin đến doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về nhu cầu giao thương, chương trình xúc tiến thương mại nước ngoài, qua đó giúp doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ tổ chức lễ khánh thành dự án xây dựng thêm 20 phòng học và trang thiết bị dạy học trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt, phường Phú Mỹ và công trình trường tiểu học Mỹ Xuân 2, phường Mỹ Xuân. Sau gần 12 tháng thi công, dự án xây dựng thêm 20 phòng học và trang thiết bị dạy học trường trung học cơ sở Võ Văn Kiệt đã hoàn thành và kịp bàn giao đưa vào sử dụng trong năm học mới 2024-2025. Dự án gồm các hạng mục khối lớp học, sân, đường đi, cây xanh, cấp điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy cùng các trang thiết bị dạy học theo tiêu chuẩn. Tổng mức đầu tư dự án hơn 26,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thị xã. Công trình trường tiểu học Mỹ Xuân 2 có diện tích 1,8 ha, gồm khối lớp học với 30 phòng học, khối hiệu bộ, nhà ăn bán trú, nhà giữ xe, sân bóng mini, sân thể thao ngoài trời, đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.000 học sinh. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 121 tỷ đồng. Tại lễ khánh thành, các doanh nghiệp đã trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng đến 1 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Dịp này, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ khởi công dự án xây dựng thêm 9 phòng học và trang thiết bị dạy học cho trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ở phường Mỹ Xuân. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách thị xã. Dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 8 năm 2025. Thưa quý vị, với vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và cả khu vực phía Nam, trong tiến trình xây dựng phát triển 30 năm, Đảng bộ chính quyền huyện Tân Thành, nay là thị xã Phú Mỹ xác định, công tác lập quy hoạch, triển khai quy hoạch là nhiệm vụ trọng yếu. Do vậy, ở mỗi giai đoạn, mỗi thời kỳ, chính quyền địa phương luôn nâng cao tính chủ động, sẵn sàng trong công tác quy hoạch, hướng tới vị thế, trung tâm công nghiệp Đông Nam Bộ, thương cảng trung chuyển quốc tế. Ngay khi thành lập năm 1994, Đảng bộ, chính quyền huyện Tân Thành đã tập trung xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt theo quyết định số 3032/1998 với mục tiêu xây dựng Tân Thành trở thành một đô thị phát triển toàn diện, trong đó đặc biệt phát triển mạnh công nghiệp cảng biển. Chỉ 4 năm sau đó, 2002, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đến năm 2020, với tính chất là đô thị mới, giữ vai trò là trung tâm công nghiệp, cảng dịch vụ, du lịch, là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng. Nỗ lực triển khai quy hoạch này, giai đoạn 2005-2010, huyện Tân Thành đã lập và trình duyệt 11 quy hoạch chi tiết 1/1000 và 1/500 các khu trung tâm đô thị, khu dân cư đô thị, trung tâm các xã, tạo cơ sở pháp lý cho công tác triển khai các dự án đầu tư xây dựng, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trên địa bàn. Sau nhiều năm triển khai, để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công tác quản lý đầu tư xây dựng phát triển đô thị bền vững và đảm bảo đồng bộ với quy hoạch của tỉnh, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Phú Mỹ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2013. Đây là cơ sở quan trọng để Phú Mỹ hoàn thiện các tiêu chí kinh tế xã hội, để 5 năm sau đó, 2018, thị xã Phú Mỹ chính thức thành lập và năm 2020, Phú Mỹ trở thành đô thị loại 3 trực thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Phát huy tối ưu lợi thế tiềm năng sẵn có, mới đây, tháng 4 năm 2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ đến năm 2045. Về tổng thể, quy hoạch này đã định hình rõ nét tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, nhà ở đô thị. Về phát triển không gian đô thị, quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ đã có những định hướng mới, khắc phục những hạn chế trong thực trạng phát triển đô thị Phú Mỹ thời gian qua. Đô thị Phú Mỹ được chia thành 7 phân khu chức năng chính, khu vực trung tâm, khu vực phía Bắc, phía Đông Bắc,
phía Đông, phía Nam, phía Đông Nam, khu vực sản xuất công nghiệp cảng và khu vực dân cư nông thôn gắn với sản xuất nông nghiệp và phát triển thương mại dịch vụ. Sự phân chia này góp phần phát triển đồng đều tất cả các lợi thế trên lãnh thổ của thị xã Phú Mỹ. Đây là một vấn đề theo chúng tôi là cái vấn đề cốt lõi trong vấn đề mà chúng ta đã điều chỉnh cấu trúc đô thị trong lần này. Như chúng ta đã phân tích như vậy là cái đô thị Phú Mỹ từ xưa đến nay là chúng ta phát triển dựa vào cái sự phát triển công nghiệp. Có nghĩa là cái hình thành đô thị hiện nay là đang dọc theo cái quốc lộ 51, tức là công nghiệp phát triển đến đâu thì đô thị hình thành đến đấy. Thì đấy chính là cái phát triển của Phú Mỹ từ xưa đến nay. Thì tuy nhiên là với các cái lợi thế về các cái sân bay Long Thành, lợi thế về các cái cảng cái mép, với các cái lợi thế khác của Phú Mỹ nay thì như vậy Phú Mỹ có nhiều cơ hội phát triển hơn nhiều so với chỉ là bám vào công nghiệp. Thì chính vì vậy là chúng ta cần phải phát triển Phú Mỹ trên một cái diện tổng thể hơn. Có nghĩa là đồ án lần này đã phát hiện ra các cái sự phát triển về phía Đông, về phía Tây, kết nối từ Đông sang Tây, chứ không phải là chỉ có trục Bắc Nam chỉ dựa vào cái khu công nghiệp như lần này. Và chính vì đó là chúng tôi đã đưa ra được các cái cấu trúc về vành đai và các cấu trúc về trung tâm, để như vậy là chúng ta có thể phát triển được toàn bộ các cái lãnh thổ của xã hội Phú Mỹ. Thì từ đó là người ta có quyền lựa chọn các cái vùng sống tốt hơn, các cái nơi sống phù hợp hơn cho người ta, chứ không chỉ có bám dọc của cái quốc lộ 51. Thì đây cũng là cái cơ sở để chúng ta triển khai cái quy hoạch chi tiết hơn đối với các cái điều kiện để phát triển của xã Túc Tiên. Thì xã Túc Tiên thì theo tinh thần là năm 2025 sẽ phấn đấu lên phường, thì trên cái cơ sở chung của cái đồ án quy hoạch chung này thì triển khai các cái cơ sở hạ tầng khác, quy hoạch chi tiết khác, quy hoạch chi tiết về nhà ở, quy hoạch chi tiết về hạ tầng và các cái quy hoạch chi tiết khác để đủ điều kiện phát triển lên phường Túc Tiên. Đây là một cái cơ sở pháp lý để tiếp tục triển khai những cái nội dung quan trọng mà được cơ quan có thẩm quyền đã phê duyệt đối với địa bàn của thị xã Phú Mỹ. Trên cơ sở của quy hoạch cũng là một cái cơ sở và điều kiện pháp lý để tiến tới thị xã sẽ trở thành thành phố Phú Mỹ vào năm 2025. Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ đến năm 2045 được phê duyệt mang tính bước ngoặt, định hướng để thị xã tiếp tục triển khai quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện mục tiêu trở thành đô thị cảng, công nghiệp, dịch vụ logistics, cửa ngõ quan trọng trong giao lưu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam Á và quốc tế, và là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Để cụ thể hóa quy hoạch này, thị xã Phú Mỹ tiếp tục tập trung rà soát, điều chỉnh và lập mới các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung xây dựng các xã nông thôn mới, chú trọng phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh và phát triển bền vững. Chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, triển khai hàng loạt các chương trình bình ổn giá và khuyến mại giảm giá luân phiên đón đầu mùa mua sắm 2024, hệ thống bán lẻ trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng ổn định, góp phần giúp doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đầu năm 2024 của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 2% so với kế hoạch đề ra. Đón đầu xu thế mua sắm tiêu dùng tăng cao trong dịp hè 2024, ngay từ đầu tháng 5, hệ thống bán lẻ của tỉnh tăng cường nguồn hàng và triển khai giảm giá sâu nhiều mặt hàng. Ngoài ra, việc tiếp tục triển khai chính sách giảm 2% thuế VAT đối với các nhóm hàng hóa dịch vụ đang chịu mức thuế VAT 10% cũng góp phần quan trọng trong kích cầu tiêu dùng. Bây giờ kinh tế thì đang không được tốt cho lắm, nên là người dân mình cũng vậy thôi, đi mua sắm thì cũng để ý tới chương trình vừa tốt mà lại được giảm giá cho dân, giảm bớt cái chi tiêu cho mình trong thời gian này rất chi là tốt. Cái này nó tiết kiệm được cho những người dân, nói chung là dù là ít nhưng mà cũng rất chi là tốt cho những người tiêu dùng và những người có hoàn cảnh ở cái mức sống trung bình. Chỉ trong 2 tháng hè, doanh số bán hàng các đơn vị tăng từ 10 đến 12% so với những tháng trước đó. Không riêng gì siêu thị mà cả trung tâm thương mại Go Bà Rịa đang rất là tốt trong cái tăng trưởng khách hàng. Chúng tôi có chương trình sinh nhật hệ thống, thì có rút thăm trúng thưởng, rồi có những cái chương trình dành cho khách hàng rất là lớn. Thì vì thế cũng là một phần kích cầu cho khách hàng đến vui chơi mua sắm vào dịp hè này. Trong 2 tháng kinh doanh hè vừa qua, thì siêu thị đã ghi nhận một sự tăng trưởng. Đặc biệt là có một sự tăng trưởng rõ rệt đối với các cái mặt hàng thời trang của trẻ em cũng như các cái mặt hàng đồ chơi
dành cho các trẻ em trong cái dịp hè. Tháng 7 năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt hơn 6.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 13,6% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, doanh thu ngành bán lẻ đạt gần 43.700 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm ngành tiêu thụ lương thực thực phẩm tăng đến 15%. Năm 2024, đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành bán lẻ hàng hóa 11,62% so với năm 2023. Những tháng cuối năm, các chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn tiếp tục được các doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ đồng loạt triển khai. Trước mắt, các đơn vị sẽ đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa với giá cả bình ổn, phục vụ cho nhu cầu mua sắm, tiêu dùng trong dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 và đầu năm học mới 2024-2025. Nhằm phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, năm 2021, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành Nghị quyết 14 quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi. Đồng thời, quy định vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Theo nghị quyết này, đến cuối năm 2024, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ di dời chấm dứt hoạt động 100% trang trại, hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Tuy nhiên, đến thời điểm này, việc thực hiện di dời chấm dứt các cơ sở chăn nuôi ngoài vùng quy hoạch đang gặp không ít khó khăn. Dù sinh sống ở thị trấn Phước Bửu, nhiều hộ vẫn chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khu vực chăn nuôi nằm ngay trong khu vực dân cư, lại sát vách với các hộ xung quanh. Dù đã được chính quyền địa phương nhiều lần tuyên truyền về việc di dời, chấm dứt chăn nuôi, cũng như hướng dẫn chính sách hỗ trợ di dời, nhưng đến nay nhiều hộ vẫn chưa thực hiện. Dạ, hàng bà già giờ cũng năm mấy tuổi rồi đâu có làm công ty được, mà sinh sống thì nói chung là giờ là cái nghề này mấy chục năm rồi không. Công việc này là công việc chính của gia đình mà, giờ cũng đang gặp khó khăn đây này, chứ không biết là chuyển đổi cái gì mà lớn tuổi rồi. Thực hiện nghị quyết số 14 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, qua rà soát, huyện Xuyên Mộc có 1.345 cơ sở chăn nuôi và 34 cơ sở nuôi chim yến nằm trong vùng không được phép chăn nuôi. Cái khó khăn trước mắt là chi phí đầu tư lớn, thứ hai là con chim yến nó bay trên trời thì mình không có thể nào mà điều chuyển di dời nó được, cho nên cũng mong chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để cho các hộ dân dẫn dụ chim yến là phát triển nguồn kinh tế để trang trải cuộc sống gia đình. Ngay khi nghị quyết 14 ban hành, huyện Xuyên Mộc đã đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân, các cơ sở chăn nuôi về quy định của nghị quyết, tổ chức xác định ranh giới các vùng thuộc khu vực không được phép chăn nuôi, trong đó có nuôi chim yến. Huyện Xuyên Mộc cũng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn triển khai hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện kê khai hoạt động theo quy định. Qua rà soát, hầu hết các cơ sở hộ chăn nuôi nằm trong vùng không được phép chăn nuôi tại huyện Xuyên Mộc đều có quy mô nhỏ, do các hộ gia đình tận dụng khu đất trong vườn để chăn nuôi kiếm thêm thu nhập. Bên cạnh đó, hầu hết lao động chăn nuôi lớn tuổi, thu nhập không ổn định, nên việc di dời và chấm dứt hoạt động sẽ ảnh hưởng lớn đến sinh kế của người dân. Theo người dân, mức hỗ trợ 1 triệu đồng cho một đơn vị vật nuôi 500 kg và hỗ trợ không quá 30 triệu đồng cho các hộ nuôi heo, dê là quá thấp. Do đó, việc di dời chấm dứt chăn nuôi tại huyện Xuyên Mộc đến hiện tại chưa thể thực hiện. Còn tại huyện Long Điền, theo nghị quyết số 14 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua rà soát, toàn huyện có 270 hộ chăn nuôi và 160 cơ sở và 119 nhà nuôi yến nằm trong vùng không được phép chăn nuôi. Qua rà soát, 150 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ di dời, chấm dứt hoạt động với số tiền hơn 640 triệu đồng. Đến nay, 27 hộ đã tự nguyện chấm dứt chăn nuôi, 45 hộ giảm số lượng đàn. Số hộ chăn nuôi còn lại không hợp tác, không chịu ký cam kết di dời hoặc chấm dứt hoạt động với lý do vốn đầu tư cao, chính sách hỗ trợ di dời chưa thỏa đáng và gặp khó khăn trong việc chuyển đổi ngành nghề. Nói chung là vốn đâu này nọ, đầu tư đất đai đồ tiện thì nó hơi nhiều. Hồi lúc trước chẳng hạn như là có cái lực thì mình không có làm,
Nếu mà cấm thì cấm những người sau thôi, chứ còn mấy người trước cái lực thì sao cấm. Thì em cũng chưa biết phải quay cái hướng nào. Tại sống trên 20 năm nay thì cái này là cái thu nhập chính của gia đình của em. Thì huyện tiếp tục cùng cả hệ thống chính trị trong thời gian tới sẽ tập trung công tác tuyên truyền vận động. Trên cơ sở các chính sách được hỗ trợ theo tinh thần 4 thì huyện sẽ làm hết nội dung này, và song song đó sẽ kèm theo các cái chế độ công tác tuyên truyền làm thế nào để nâng cao nhận thức người dân trong cái chấp hành các nghị quyết của bảo hiểm tỉnh. Tại buổi làm việc với các địa phương liên quan đến nghị quyết này, Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh đã ghi nhận những khó khăn vướng mắc và kiến nghị của các địa phương, đồng thời yêu cầu các huyện tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu và thực thi chính sách theo đúng kế hoạch đề ra. Thưa quý vị, trong tâm thức người Việt, tháng 7 âm lịch hàng năm hay còn gọi là mùa Vu Lan báo hiếu được xem là lễ trọng, thể hiện sâu sắc đạo hiếu của con cái với cha mẹ, ông bà tổ tiên. Dịp này tại các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức nhiều hoạt động hướng về cội nguồn gắn với hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Mùa Vu Lan 2024, ngôi chùa này trao tặng 400 phần quà đến các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Tổng trị giá đợt trao quà trên 130 triệu đồng do các nhà hảo tâm và Phật tử đóng góp ủng hộ. Rất cảm ơn chùa Phổ Đà đã hỗ trợ và quan tâm tới những người như chúng tôi. Quà đó là gồm có gạo, mì và coi như đường sữa gì các thứ đó, thì cũng là những món quà của sinh hoạt hàng ngày, rất là phấn khởi, cũng như là lá là lành đùm rách, trong khi những bây giờ có những hộ rất là khó khăn thì mà bây giờ được như vậy là rất là vui. Thì vào cái dịp hàng năm thì chùa tổ chức để cho con hiền cháu thảo được thể hiện trên cái tinh thần báo hiếu đến với ông bà, cha mẹ, nhưng cũng không quên là một cái việc làm, đó là chia sẻ sự khó khăn đến với bà con. Thì chùa Phổ Đà Sơn cũng vào dịp hàng năm, là cũng hơn 10 năm, là cứ vào dịp Vu Lan tháng 7 là luôn luôn lúc nào cũng nhớ đến bà con và vận động các mạnh thường quân tiếp sức cho được 400 phần quà để chia sẻ đến với bà con. Còn đây là chương trình Người Con Hiếu Thảo do chùa Hải Vân, thành phố Vũng Tàu tổ chức. Đông đảo Phật tử thiếu nhi trên địa bàn được nghe chia sẻ về ý nghĩa Vu Lan, ý nghĩa về hoa hồng, cài áo và những tấm gương hiếu thảo. Các em thiếu nhi còn tham gia làm quà tặng, viết lời yêu thương gửi đến các đấng sinh thành. Hôm nay đến chùa để làm quà tặng ba mẹ, không tặng cho mẹ tổ Phật, con tặng ba, con còn cho ba mẹ sức khỏe, gia đình bình an, khỏe. Thì đến đây được các cô, các thầy, các cô giảng thì các bé sẽ được nghe, được hiểu thêm về các bậc cha mẹ, tấm lòng của cha mẹ và những cái điều cần biết hơn. Dạ, mong là gieo được hạt giống mầm lương thiện cho bé ạ. Chương trình này để cho các em có được một cái sân chơi bổ ích hướng về hai đấng sinh thành của mình, và tự tay các em làm những món quà tặng cho cha mẹ và nói lên lời yêu thương đến cha mẹ của mình nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Theo truyền thống, lễ Vu Lan diễn ra xuyên suốt trong tháng 7 âm lịch, nhưng chính lễ là ngày rằm. Dự kiến vào chính lễ, các chùa sẽ tổ chức cầu siêu cho anh linh liệt sĩ, thuyết giảng ý nghĩa Vu Lan báo hiếu, thắp nến tri ân cha mẹ, tặng quà cho hộ nghèo. Kỷ niệm mùa tháng 7 hôm nay, Trung ương Giáo hội cũng đã chỉ đạo cho ban trị sự các tỉnh thành và các tự viện trên toàn quốc là chúng ta thực hiện cái tinh thần của mùa Vu Lan đúng với cái lời Phật dạy. Thứ nhất là chúng ta tổ chức những cái lễ hội truyền thống tụng kinh Vu Lan báo hiếu. Cái thứ hai là chúng ta có những hoạt động thiện nguyện như là viếng đài liệt sĩ, tặng quà cho bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng quà cho những cái người có hoàn cảnh khó khăn. Và thứ ba là chúng ta tổ chức những cái chương trình hoạt động để mừng tháng Vu Lan, tổ chức những cái chương trình văn nghệ, chương trình nghệ thuật và những cái chương trình dành cho các cháu thiếu nhi hướng về hai đấng sinh thành. Đạo lý uống nước nhớ nguồn từ lâu đã thành nguồn mạch trong đời sống của người Việt. Vu Lan là dịp để nhắc nhở thêm về báo đáp tri ân bậc sinh thành,
những bậc tiền nhân có công với quê hương đất nước, cũng là chia sẻ đùm bọc những hoàn cảnh để cuộc sống mãi gieo ươm phát triển điều tốt đẹp đến vô tận. Tiếp tục chương trình thời sự tối, mời quý vị cùng cập nhật những tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel vừa có cuộc điện đàm để trao đổi quan điểm về việc nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân lịch sử hồi năm 2015. Tại cuộc điện đàm, Tổng thống Iran nhấn mạnh đến sự tồn tại của lòng tin và bảo vệ lợi ích song phương là cơ sở cho thỏa thuận mới. Nếu hai bên thực hiện các cam kết và giúp xây dựng sự tin cậy lẫn nhau, thì ngoài việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân, các vấn đề song phương khác đều có thể được thảo luận. Về phần mình, Chủ tịch EC bày tỏ mong muốn nối lại tiến trình đàm phán hạt nhân, hy vọng hai bên bắt đầu tương tác hiệu quả dựa trên việc bảo vệ lợi ích chung và xóa bỏ những trở ngại trong mở rộng hợp tác song phương. Ông Charles Michel cũng bày tỏ quan tâm của các nước EU trong cải thiện quan hệ với Iran. Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có những diễn biến mới nhất về tình hình tại dải Gaza. Trong khi đó, phong trào Hamas của người Palestine cho biết họ không có kế hoạch cử phái đoàn đến tham gia các cuộc đàm phán hòa giải mới với Israel thông qua trung gian là Ai Cập, Qatar và Mỹ. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Cairo hoặc Doha vào ngày 15 tháng 8 tới. Trong một thông báo, Hamas đã kêu gọi các bên hòa giải thúc đẩy một kế hoạch triển khai những điều khoản được lực lượng này nhất trí trong vòng đàm phán hôm 2 tháng 7, thay vì theo đuổi đàm phán hoặc đưa ra những đề xuất mới. Trước đó, Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết sẽ cử đoàn tham gia cuộc đàm phán vào ngày 15 tháng 8 tới để hoàn tất các chi tiết về việc thực hiện thỏa thuận khung liên quan đến ngừng bắn và trao đổi con tin. Quyền thống đốc tỉnh Kursk của Nga, ông Alexei Smirnov đã chỉ đạo đẩy nhanh tốc độ sơ tán dân thường ở huyện Belovsky do tình hình xung đột với Ukraine. Ông Smirnov đã chỉ đạo người đứng đầu chính quyền huyện Belovsky đẩy nhanh tiến độ sơ tán dân. Đây là hoạt động sơ tán tự nguyện và hiện cơ quan chức năng đã sơ tán người dân bằng xe buýt. Người dân sẽ được bố trí lưu trú trong những nơi ở tạm thời tại Kursk và các khu vực an toàn xung quanh khu vực. Chiến dịch tấn công quy mô lớn của Ukraine nhằm vào khu vực Kursk của Nga diễn ra từ ngày 6 tháng 8. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông báo vụ cháy tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine dường như không gây ra mối đe dọa về an toàn hạt nhân. Các chuyên gia của IAEA đã nhận được thông báo từ nhà máy Zaporizhia về vụ tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một tháp làm mát. Hiện chưa ghi nhận thông tin về tác động đối với an toàn hạt nhân tại nhà máy này. Trong khi đó, giám đốc truyền thông nhà máy Zaporizhia cho biết, cơ sở hạ tầng tại nhà máy lần đầu tiên bị hư hại nghiêm trọng sau vụ tấn công. Tuy nhiên, nhà máy vẫn hoạt động bình thường do tháp làm mát bị hư hại không được sử dụng. Hiện cả Nga và Ukraine đều cáo buộc lẫn nhau về vụ cháy này. Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại thị trấn Bernier, bang Maryland của Mỹ. Nguyên nhân có thể là do rò ga. Hơn 60 nhân viên cứu hỏa đã được huy động tới hiện trường để tham gia tìm kiếm cứu hộ. Đã có hai thi thể được phát hiện tại hiện trường, trong đó một người là nhà thầu xây dựng. Nạn nhân còn lại được cho là chủ sở hữu ngôi nhà xảy ra vụ nổ. Vụ việc cũng khiến nhiều ngôi nhà cạnh đó bị hư hại nặng và một người phụ nữ trong nhà bị thương. Sáng nay, hàng trăm người tại thành phố du lịch Cairns, nổi tiếng của Australia, đã được sơ tán sau khi một trực thăng lao vào phần máy của một khách sạn. Theo tin từ cảnh sát, phi công lái trực thăng đã thiệt mạng tại hiện trường. Sự cố này cũng gây cháy nổ ở tầng thượng của khách sạn. Hiện cảnh sát đang tiếp tục xác định danh tính của phi công, cũng như điều tra chi tiết vụ việc.